Vâng, các bác có thích chơi dòng sự kiện ở VIP không ạ? Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ lên cho anh em một combo 40 JBL. Các bác có thể sử dụng tép neo BNC hoặc sử dụng tép của LZ. Còn ngoài ra hai dòng bát súp này thì em đang có hai dòng. Một dòng là côn 100 và một dòng là côn 125. Côn 100 thì là sẽ oánh các dòng đẩy từ 800W, còn côn 125 sẽ đánh là dòng đẩy từ 1.300 đổ lên. Màng sợi carbon. Các bác cùng tham khảo cấu hình ngày hôm nay. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em hai cái chiếc bát súp này để cho anh em có thể mua lẻ một cái về để lắp loa sự kiện các bác nhé. Đây là loa bát súp 50 màng xếp nhựa sóng gân vạch tổng dầu 3 gân từ 220 cùng 100. Đấy. Dòng này thì anh em cứ đánh cho em các dòng loa kéo phân khúc gia đình, loa sự kiện nhỏ. Đấy. Bát súp 50 này. Và cái dòng này thì giá của nó cũng rẻ thôi. Em bán lẻ một cái thì là 1,8 triệu một cái các bác nhé. Còn bán theo đôi thì là 3,5 triệu một đôi. Bát 50 giá thành rất là hợp lý để anh em cùng chơi. Và tiếp đến là màng sợi carbon. Màng sợi carbon ở đây của nó là màng xếp ly điện sóng, được đan bằng sợi carbon. Ở trên thị trường thì hiện tại cũng có rất là nhiều dòng màng sợi carbon nó mới ra. Đấy, mới ra và em cũng tham khảo rồi, cũng không thể hay được bằng cái mẫu mà giờ xếp này được. Đấy. Gân vải tẩm dầu 3 gân, màng đan sợi carbon, màng xếp ly. Em cũng tham khảo rồi, em không nhập các bác nhé. Nó không chất bằng cái loại này. Dầu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong từ 260 cô 125. Con này là bát giờ xếp. Hiện tại bây giờ màng sợi carbon nó cũng ra mấy loại rẻ hơn. Nhưng mà cái mẫu này đánh tiếng rất là hay luôn. Bán lâu năm thì khách hàng dùng rất là thích, vẫn nhập mẫu này để cho anh em mình chơi. Từ 260 cô 125, đít của nó lồi và có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đấy. Con này là 3,3 triệu một chiếc này, được bao ship hết rồi. Đấy thì em gửi cho hai bác khách thì hai cái bát 50 để cho khách hàng chơi sự kiện và phân khúc gia đình, loa sự kiện, loa kéo, đủ các cấu hình để anh em chơi. Còn đây là bát 40NG, bát 40 JBL. Gân vải tẩm dầu 3 gân vào gân màu xanh rêu. Từ 190 con 76, con này hàng bích siêu dày nha. Bích tê nỗ của nó rất dày, con này oánh chống căng, bát hay, tiếng sáng. Đẹp không? Cặp loa bát bích của tê nỗ rất dày. Mang thương hiệu là JBL. Từ 190 con 76, xương của nó 8 xương và màng đằng sau sần. Màng đằng sau sần. Đấy. Và tiếp đến là anh em có thể là sử dụng bằng cặp tép neo BNC. BNC côn dẹt nhá. Côn dẹt. Từ bi côn 75. Côn 75. Và anh em có thể là không thích tép neo thì có thể sử dụng tép NG. Tép NG mà phiên bản cái lắp nhôm hình bông hoa này là tép xịn của công ty này. Đấy, tép lắp nhôm hình bông hoa, tép NG. Gấu chưa? Con này hàng của nó là hàng chính hãng công ty. Chất âm của nó ra rất là sáng và hay. Đấy. Và anh em chơi bộ phân tần. Model là 005. Chạy 3 chở bằng nhôm. 3 chở bằng nhôm. Đứng bát đây, đứng check đây. Anh em sử dụng bộ phân tần này với các dòng loa full như này rất là tuyệt vời. Chạy chở nhôm của PL. Các bác có nhu cầu đến đôi bát 40 JBL thì đang có giá là 2,7 triệu một đôi. Hai đôi tép này đều có giá 2,1 triệu. Anh em có nhu cầu đến dòng nào anh liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, từ thường mà cũng bằng từ neo, nhưng là con từ thường này nó là hàng chính hãng công ty. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn anh em trong clip mới nhá.